Dạ vâng, em Tuấn Hưởng xin kính chào tất cả các bác đam mèo đồ trên toàn quốc. Và trong buổi tối ngày hôm nay, càng bài đàm Tuấn Hưởng tiếp tục cập bến lên sóng giới thiệu cho bác một mẫu loa cây của Ma Giang có mã model là HD880. Và mẫu loa cây này thì cách đây khoảng tầm 2 tháng trước, cửa hàng bài đàm Tuấn Hưởng cũng cập bến được một đôi. Và trong buổi tối ngày hôm nay, cửa hàng bài đàm Tuấn Hưởng lại tiếp tục cập bến thêm một đôi nữa để giới thiệu cho các bác. Loa Ma Giang có mã model là HD880. Đây là một trong mẫu loa cây rất là to cao, các bác cây bày trong không gian nhà mình và chơi tốt những không gian khoảng tầm 35-40m2 rất là hay các bác nhé. Loa Ma Giang có mã model HD880. Con này thì sử dụng với là một bát 30cm và một chung và một chép bên trên cùng, gọi là super chép hay còn gọi là siêu chép đấy ạ. Loa thì có cái lỗ thông hơi đằng trước nên là các bác có thể kê được sát tường được, nên là các bác không cần phải kê cách tường 25-30cm với những đôi loa có lỗ thông hơi đằng sau các bác nhé. Và sau đây em Tuấn Hưởng sẽ tiến lại gần hơn cũng như là quay cận cảnh từng chi tiết độ sắc nét của từng của đôi loa để cho các bác trải nghiệm mức độ đẹp của đôi loa. Dạ vâng, cái căng này đã được cửa hàng bên em Tuấn Hưởng tháo sẵn ra bên này rồi các bác nhé. Căng thì căng cước đầy đủ này. Đấy, không căng thì khung nó bằng nhựa nên là các bác khi bẩn các bác có thể mang ra giặt rũ lau chùi thoải mái, không sợ bị bể lở này. Đấy, đầu tiên em Tuấn Hưởng sẽ quay về cái phần tuyến loa đầu tiên các bác nhé. Loa Ma Giang có mã model là HD880, con này là sử dụng với là một bát 30cm màng giấy và rốn nõm các bác nhé, rốn nõm này, gân mút này. Đấy, cửa hàng bên em Tuấn Hưởng ở chiều nay em Tuấn Hưởng cũng đã dán sẵn cái tem bảo hành đây rồi. Cửa hàng bên em Tuấn Hưởng bảo hành bao zin xịn trọn đời cho bác, đảm bảo là loa chưa qua sửa chữa hay là đụng độ gì các bác nhé. Đấy, một bát 30cm này và một chung và hai chép. Đấy, bên đây thì cũng có cái lốt tình chỉnh tăng giảm của dải mic này, giải chép này và super chép theo tinh chỉnh theo cái đôi tai của các bác tùy theo những bản nhạc khác nhau. Đấy, lỗ thông hơi đằng trước này, con này thì khá là to cao các bác nhá. Đấy, các bác kê bày trong không gian gia đình nhà mình thì cực kỳ là đẹp, sử dụng với là thùng gỗ lạng vân gỗ thì rất là đẹp luôn, đặc biệt với những nhà bác nào mà có cái phòng khách rộng này hay là cái phòng khách trang trí nhiều đồ gỗ thì các bác kê bày những đôi này thì khá là hay, khá là đẹp. Đấy, với dòng này thì các bác có chơi được đa loại nhạc và đặc biệt dòng loa Ma Giang này rất là dễ phối ghép âm ly các bác nhé. Các bác có thể phối ghép với những dòng săn xui này, đề lông hay là Onkyo, Lukman hay là Pioler, nói chung là phối được tất cả các dòng âm ly, không kén âm ly các bác nhé, rất là dễ chơi. Các bác chơi những dòng nhạc trẻ hay là nhạc vàng Bolero thì cực kỳ là hay. Đấy, thành quách con này thì vuông thành sát cạnh các bác thấy không? Thành cách vuông thành sát cạnh này không hề có một chút gọi là sứt mẻ hay bể lở gì. Loa thì cực kỳ là đẹp. Đấy, chất âm của dòng này thì em nói thật các bác, chất âm quá là hay luôn. Đấy, tiếng bass của nó rất là sâu, rất là mềm và cái đặc biệt cái đồng chép của nó thì là rất là tí tách, rất là tơi, rất là sáng các bác nhá. Đấy, với cái số tiền các bác bỏ ra với mức giá chỉ có 16.500.000 đồng thôi, mức giá cực kỳ tốt nếu mà em Tuấn Hưởng so với cái lại thì giả dụ đôi JBL 4312XP thì em nói thật là mức giá có thể hơn con này, nhưng mà so với chất âm và ngoại hình thì con như tầm JB 4312XP không thể bằng được con này đâu các bác nhé. Đấy, một dòng loa cây hết sức là to cao, kê bày thì cực kỳ là sang trọng lịch sự. Đấy, và bác nào thì có quan tâm thì vui lòng liên hệ cho em Tuấn Hưởng theo số điện thoại 082 774 TÚ KÍ 1 để cửa hàng bên em Tuấn Hưởng có thể tư vấn trực tiếp cho các bác, hoặc các bác có thể đến số nhà 84B ngõ 80 Quang Trung Hà Đông để xem trực tiếp tại cửa hàng bên em Tuấn Hưởng. Và ngoài ra thì cửa hàng bên em Tuấn Hưởng có rất nhiều các dòng mẫu ôm ly để phối ghép với lại đôi loa này các bác nhé, Onkyo, Lukman, Akuway hay là tất cả những điều lớn, rất là nhiều các dòng đi để được kết đôi loa này. Và video clip buổi tối ngày hôm nay thì bên em Tuấn Hưởng cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác rất nhiều thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại.